chào tất cả người anh em nhé. Em vừa test một con Mixer Electric thương hiệu Mỹ ha. Model nó là Multi 8, được hàng được sản xuất tại Malaysia nhưng mà chất âm nó rất là phê. Phải công nhận cái nền nhạc của nó nghe nó đẻ lắm nha người anh em. Rất là rõ ràng, chi tiết âm bass rất là sâu, tiếp nó tơ tẻ luôn hả? Em đang ghép với một con main ha, từ mixer xuống main ra cặp loa rồi sao 2,5 tấn, giá 66 triệu thôi ha. Một đôi loa hết sức bình thường của anh Tập Cẩm Bình nhưng mà âm thanh rất là hay ha. Đấy, một con mixer, em thử cái tiếng tiếng vocal luôn ha, thử cái tiếng vocal của nó như thế nào ha. Đây là tiếng micro ha, mọc lên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 khi chưa có effect ha. Bắt đầu khi ta xin effect đây nè, ta vặn cái nút đỏ này lên ha. Đấy, ta vặn nút đỏ xin effect này đi ha, và đồng thời ta mở cái âm lượng phát lên. Đấy, em ngồi sát cái loa, cách cái loa đâu có tận chưa được 1 mét nhưng mà không có tín hiệu hú rít hết không. Lên 10 1 2 6. Đây là cái hiệu ứng reverb ha. Đây, bắt đầu từ cái kênh này này, từ số 0 đến số 9 là reverb này. Rồi mình hát ở chỗ delay thì từ 60 đến số 9 ha. Em vặn thử một kênh delay thử ha. 60 đến số 9 đúng không? Mình chơi kênh 61 đi ha. Rồi kích một phát OT. 1 1 1 1 2 3 4 5 5 6. Cái này nó giống như MC. Cái kênh này rất là ngon ha. Mình chơi thử kênh ở chỗ khác nữa đi ha. 63 đi ha. Lick 1 1 2 2 2 2. Trời ơi, ở chỗ kiểu này thì hát chị em phụ nữ chắc phải ghiền thôi. Mình chơi cái số 69 đi cho nó đẹp ha. 69 đi. Mình gọi ngẫu nhiên thôi ha, test thử mà. Lick 1 1 2 2 6 10. Đấy, một con mixer nhỏ nhưng có vỏ nha người anh em. Nhạc hay này, ở chỗ reverb hiệu ứng 100 kênh luôn này. Đấy, hiệu ứng reverb 100 kênh luôn không? 8 line đầu vào ha, từ line số 1 đến line số 8 luôn ha. 8 line đầu vào, ngõ ra là một đường main mid này. Main mid là hai dây này, hai dây cắm này là main mid này. Đường cột trên trung là đường màu xanh này thì cắm đây đường đây ha. Còn cái đường đây là đường mono ha, đường sub. Một con hàng và nó cực đẹp của Electric luôn ha. Đấy, bên hông đồ thiết kế rất đẹp, nhỏ xinh. Nhỏ xinh, em xinh, em đứng bên đình cũng xinh không? Nhỏ xinh xinh, rất xinh. Đấy, có cổng cắm đã kết nối vô mà dụng cụ ghi âm luôn ha. Rồi máy tính là luôn không? Đấy, con này chạy nguồn adapter rồi. Adapter rồi 18V ha. Đấy, hàng rất là đẹp, hàng mà sản xuất tại Malaysia ha. Đấy, một cái hàng cực kỳ đẹp. Nó đẹp mướt mượt. Mấy cây trước đẹp hơn thì em bán 4,8 triệu. Cây này nó hơi xấu hơn tí xíu, em bán 4,5 triệu ha. Nói chung em đẹp, em xinh thì em coi giá. Còn em mà te tu tàn tẻ tí thì giá nó phải giảm đi chút xíu ha. Ok, 4,500,000 đồng ha. Người anh em nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ cho ý qua số điện thoại này ha. Rồi, rất cảm ơn người anh em đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.